Chào bác ạ. Bác có thể cho cháu hỏi là cái tuyến đường vào thôn mình là bị ảnh hưởng của những cơn bão những năm nào ạ nhỉ? Năm 2017. À, cơn bão 2017 ạ. Nước phá hết đường, hết ruộng, phá cả nhà trường, không có đường đi nhà. Bây giờ thì bà con cháu đi học không có đường đi. Bây giờ là dân đang dù đi làm đường để đi dễ cho con cháu đi ra đi vào đi dễ. Đây là cái nhà của mình bị ảnh hưởng sau cơn bão nó làm nhanh à? Từ năm 2017. À, 2017. Vâng. Nước ở đây là ngày xưa là ở đây là một ở bên bà con đang làm, bên kia là cái đường vào thôn mình phải không? Ngày trước là đường thì đi theo cái suối, còn ngoài chỗ đường thì thế là bây giờ nhà mình ruộng còn nhiều anh hay là bị mình thì ruộng thì còn có cửa thôi, một cửa thôi à? Thế là đời sống ở đây bà con đang công nhận là vất vả lắm anh. Đời sống bà con ở đây vất vả lắm, nói chung thì ruộng thì không còn, mang tiếng làng ruộng thôi nhưng mà hết ruộng rồi. Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh Nhịp Sống Biên Giới của mình nha. Hôm nay thì team Nhịp Sống Biên Giới cùng với ban quản lý thôn ruộng và bà con nhân dân trong thôn ruộng là phát động phong trào dọn đường mọi người ạ. Thôn ruộng là một trong những thôn khó khăn nhất của xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa và cũng thuộc một trong những thôn nghèo nhất của tỉnh Thanh Hóa các bạn. Thì ở đây mọi người có thể thấy là đây là một ngày trước đây là một cái con đường đi vào trong thôn và bên kia là cái trường học của trường tiểu học Bát Mọt mọi người ạ. Nhưng mà do ảnh hưởng của các cơn bão thì bây giờ chỗ cái đoạn đường này đã bị sạt hết mọi người ạ. Tức là bây giờ đã san bằng tất cả đây rồi. Mình sẽ quay toàn cảnh thôn ruộng cho mọi người thấy để mọi người biết là cái sự vất vả của bà con ở đây như thế nào nhá. Bên kia là ruộng nhá mọi người nhá. Ruộng của bà con trong thôn nhưng mà hiện tại bây giờ thì đã bị xói mòn mất khoảng tầm 60% rồi. Ở trên này thì bà con nhân dân chủ yếu là làm nông, làm ruộng ấy. Nhưng mà bây giờ nước đã vào xói mòn hết rồi nên là cuộc sống bà con đây cũng rất vất vả. Bên kia là bản nhá mọi người nhá, bản ruộng nhá. Đấy. Bên kia là một đoạn cầu mà ngày trước là có cái chỗ đường nó đi thẳng vào đây. Nhưng mà bây giờ là nước đã san bằng hết rồi mọi người ạ. Đây là anh Hạnh trưởng thôn nha mọi người nha. Bây giờ mình sẽ nói chuyện với anh một chút về cái cuộc sống của bà con trong thôn này. Chào anh. Anh có thể cho mọi người của kênh Nhịp Sống Biên Giới biết là cuộc sống hiện tại của bà con ở trong thôn bây giờ như thế nào ạ? Vâng, hiện nay thôn ruộng là một thôn đặc biệt khó khăn đối với xã Bát Mọt. Nhưng bà con ở đây sống thì nói chung là cũng rất là
hòa nhịp với cộng đồng, nhưng mà đối với cuộc sống ở trong thôn bản thì rất vất vả. Nói chung là nhiều hộ thì bị chịu ảnh hưởng từ cơn bão năm 2017 đến giờ. Lại còn hai cái đây là hai trường học, trường mầm non và trường tiểu học của thôn cũng bị chịu ảnh hưởng của cái cơn bão năm 2017 đến giờ. Đây là toàn bộ là phố ruộng của các bà con của thôn, nhưng hiện nay nó đã trở thành một cái bãi đá. Thì hôm nay thì cũng đến mùa khô, thì cứ hàng năm là tôi lại phải tập trung nhân lực của bà con để dọn đường đi ra đến trung tâm xã với số km đường dài là 5 km. Vâng, lâu nay thì đối với cán bộ và bà con nhân dân của thôn ruộng thì lúc nào cũng mong muốn được Đảng Nhà nước quan tâm để làm cho đường về với bà con thôn bản, thì lúc nào bà con cũng mong muốn. Vâng, vâng, cảm ơn. Đấy, mọi người ạ, thì lúc nãy mình vừa trò chuyện với anh Hạnh, trưởng thôn ruộng nha mọi người nha. Thì hôm nay thì mình với bạn Toàn ở đây là anh em. Chào mọi người nhé. Tên Nhịp Sống Biên Giới là vào giúp đỡ bà con để dọn cái tuyến đường ra chỗ trung tâm xã. Đi, ta làm dần ra với bà con đi. Đây là các cháu trong thôn nhé mọi người nha. Mình sẽ hỏi cháu một tí, cháu học lớp mấy rồi? À, cháu học lớp 5 à. Thế mọi khi là phải đi bộ từ trong thôn để mà ra ngoài trường, ở ngoài trung tâm học phải không? À nha. Đấy, mọi người có thể thấy là các cháu ở đây phải đi bộ với khoảng cách đường khoảng 5 cây số, với những cái cung đường như thế này mọi người ạ. Nói là cũng phải khâm phục cái ý chí học tập của các cháu nhỏ trong thôn. Mình cũng xin nói với mọi người như thế này này. Thôn Ruộng là một cái thôn gọi là giáp biên của xã Bát Mọt cũng như huyện Đồng Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Thì ở đây thì mình đi men theo cái chỗ vòng lên cái chỗ quả đồi gì bên kia thì đi khoảng tầm 3 cây số nữa là sang đến nước bạn Lào rồi mọi người ạ. Trước thì mình có làm một video về nhà anh Vượng, thì sau cơn bão thì nhà anh đã bị nước cuốn sát cái chân cột, nên là bây giờ nhà anh phải di rời nhà lên ở trên kia rồi. Đấy, đây là cái nền nhà cũ anh. Đấy. Mọi người có thể nhìn thấy là cái bếp của nhà anh nha, cái bếp của nhà anh sau cơn bão thì nước bây giờ nhà anh đã tháo rời để mà chuyển đi chỗ cao hơn.
bây giờ chỉ còn là cái bếp với lại cái bể nước thôi. Chào cô, hôm nay cô đi dọn đường với bà con trong bản trong thôn à cô? Cô tên là gì ạ? Cô tên là gì ạ? Chờ thế này, cô không biết nói tiếng Kinh mình ạ. À đây là cô Phun mình ạ. Đấy, cô không biết nói tiếng Kinh, mình có hỏi mấy câu tiếng Kinh nhưng mà cô không biết nói. Đời sống ở đây thì nhận một điều là mình chỉ biết là nói từ không phục thôi. Khâm phục ý chí và nghị lực của bà con trong thôn, dù cuộc sống nơi đang vất vả, điện chưa có này, đường thì bây giờ đã hư hại 80% rồi. Mai cháu đi học à? Mai cháu phải đi bộ ở đây ra ngoài trung tâm xã để học phải không? Cháu ở lớp mấy rồi? À lớp 6 rồi à? À lớp 6 thế là mai mấy giờ đi? 6 giờ sáng đi. Để phải đi bộ ra ngoài kia để mà đến lớp phải không? Dạ. Cháu tên là gì nhỉ? Cháu tên Phong. À cháu Phong à. Đấy mọi người, đây là cháu Phong nha. Cháu đang học lớp 6 của trường trung học phổ thông bán trú thuộc cơ sở Bán Mọt mọi người ạ. Thì mai cháu sẽ phải đi bộ men theo cái đường bờ suối này này. Đấy, để mà ra đến lớp với các bạn. Nha, cố gắng đi học cháu nha. Dạ. Ừ. Các chị đang giải lao cho mọi người nha. Bây giờ thì để mà khuấy động không khí cho mọi người đỡ mệt ở đây thì mình sẽ phát động cái chương trình giao lưu văn nghệ với các bác các chị ở đây. Vì đi làm nãy từ nãy giờ thì cũng mệt rồi. Bây giờ cô sẽ khắp thái mọi người nghe một bài nhé mọi người nhá. Oh.